Xin chào các em, chào mừng các em đến với lời dạy 2.com. Hôm nay cô và các em cùng nhau bước vào phần A Closer Look To, Unit 11, Changing Roles in Society, trang số 62, sách giáo khoa tiếng Anh lớp 9, chương trình mới. Phần đầu tiên chúng ta cùng nhau tìm hiểu là phần grammar, phần ngữ pháp, Future Passive Review, nghĩa là ôn tập lại cái thì bị động nhưng mà ở tương lai. Number one, choose the future active or passive to complete the sentences. Chọn thì tương lai, chủ động hay là bị động để hoàn thành những câu sau. Number one là teenagers in important decisions concerning their lives. Câu số 1 có nghĩa là những thanh thiếu niên sẽ tham gia vào những quyết định quan trọng liên quan đến cuộc sống của chúng. Ở đây thì chúng ta lưu ý là nếu mà chủ thể gây ra hành động đứng ở đầu câu làm chủ ngữ thì đó là câu chủ động. Nếu chủ ngữ là đối tượng bị tác động vào thì đó là câu bị động. Thì trong trường hợp này là những thanh thiếu niên sẽ tham gia vào những quyết định quan trọng liên quan đến cuộc sống của chúng. Vậy ở đây thì chúng ta sẽ dùng là will participate. Ở đây chúng ta sẽ dùng là chủ động, active, future active, sẽ tham gia vào. Number two là trees on both sides of the streets. Có nghĩa là những cái cây này nè sẽ được trồng hai bên đường. Vậy sẽ được trồng, được trồng thì chúng ta sẽ dùng là passive, câu bị động ha. Cho nên chúng ta sẽ chọn là will be planted. Number three, on the information you need for the report tomorrow. Có nghĩa là tất cả những thông tin mà bạn cần cho bài báo cáo thì sẽ được cung cấp vào ngày mai. Vậy mình có sẽ được cung cấp, đó là will be provided. Number four, when put into operation, this factory tons of cheese a day. Khi mà bắt đầu hoạt động nhà máy thì nhà máy này sẽ sản xuất 10 tấn phô mai trong một ngày. Chúng ta thấy là ở đây thì chúng ta sẽ dùng chủ động thôi. This factory là chủ ngữ, thì bây giờ chúng ta sẽ dùng chủ động là will produce. Sorry các em. Will produce nha các em. Number 5, in the near future, e-books, paper books in school. Có nghĩa là ở trong tương lai gần thì sách điện tử sẽ thay thế sách giấy ở trường. Vậy thay thế, sẽ thay thế thôi thì chúng ta sẽ dùng chủ động, will replace. Number 6, the principal promises that safety measures immediately. Ở đây thì chúng ta có hai ô trống. Hiệu trưởng sẽ hứa rằng những biện pháp an toàn thì sẽ được áp dụng ngay lập tức. Và mình có từ sẽ được áp dụng ngay lập tức là will be applied. Will be applied. Bây giờ đến bài tập số 2. Rewrite the sentences without changing their original meanings. Có nghĩa là viết lại những câu mà không đổi nghĩa so với câu ban đầu. Number one, they will also hold classes in places like restaurants or supermarkets. Câu số 1 là họ cũng sẽ tổ chức lớp học ở những nơi như là nhà hàng và siêu thị. Bây giờ chúng ta sẽ đổi lại câu này như sau. Ở đây chúng ta sẽ đổi nó thành câu bị động nhưng mà ở tương lai. Đầu tiên thì chúng ta cần xác định chủ ngữ, động từ. Động từ ở đây là will also hold. Và classes, classes là tân ngữ. Vậy người ta đem tân ngữ lên đầu, classes. Bây giờ chúng ta sẽ chia là will also be. Và chữ hold này thì chúng ta sẽ đổi sang cột 3 là held. Và in place like restaurant or supermarkets thì chúng ta sẽ ghi lại. Still câu số 1 thì chúng ta sẽ chuyển classes lên đầu. Classes
will also be held in places like restaurant or supermarket. Number two. Trong câu này có nghĩa là các lớp học cũng sẽ được tổ chức ở những nơi như là nhà hàng và siêu thị. Number two là the school will constantly tailor its curriculum to meet change in society. Câu số 2 là trường học sẽ liên tục điều chỉnh giáo án để đáp ứng sự thay đổi của xã hội. Bây giờ chúng ta sẽ có câu là the school curriculum ở đây. Và ở đây thì chúng ta sẽ chuyển thành câu bị động luôn. The school curriculum. The school curriculum will constantly be tailor, thì chúng ta sẽ thêm ed vào. To meet change in society thì chúng ta ghi lại. To meet changes in society. Chương trình giảng dạy của trường sẽ liên tục được điều chỉnh để đáp ứng những thay đổi trong xã hội. Number 3. School will not evaluate students' academic performance through exams only. Trong câu số 3 có nghĩa là trường học sẽ không đánh giá học lực của học sinh chỉ thông qua bài thi. Và người ta cho mình là student academic performance là với này. Vậy ở đây chúng ta cũng biết là ở đây là tân ngữ ha. School là chủ ngữ, will not evaluate, evaluate là động từ, và school academic school student academic performance là tân ngữ. Thì student academic performance người ta đưa lên đầu câu. Nhiệm vụ của mình là tiếp tục chia khúc này là will not be evaluate, thì chúng ta sẽ thêm đi vào phía sau evaluated, và từ through exams only thì ghi lại thôi. Kết quả học tập của học sinh sẽ không được đánh giá qua các kỳ thi. Number 4. Men will no longer make all decisions in the family. Đó là đàn ông sẽ không còn là người đưa ra những quyết định trong gia đình. Và người ta cho mình là not all the decision in the family. Not all decision in the family. Người ta đưa lên đầu câu. Thì bây giờ chúng ta sẽ chia như thế này. Men thì là vẫn là chủ ngữ. Will no longer. Will no longer make là động từ. Và on the decision là tân ngữ. Nhưng ở đây thì người ta đưa là not lên ở đầu câu luôn. Not
on the decision in the family. Nguyên khúc này là tân ngữ, đưa lên hết tất cả đầu câu. Thì nhiệm vụ của chúng ta chia động từ ngay khúc này chỉ là will be met. Met thì chúng ta sẽ đổi thành made. Và by men. Không phải tất cả những quyết định ở trong gia đình sẽ do nam giới thực hiện. Number 5. High technology will free women from most housework. Ở đây là công nghệ cao sẽ giúp giải phóng phụ nữ ra khỏi hầu hết các công việc nhà. Woman lên đầu câu. Thì ở đây chúng ta có là high technology cũng là chủ ngữ. Will free là động từ và woman là tân ngữ, người ta chuyển woman lên đầu câu. Vậy mình có là woman will be free. Free thì chúng ta thêm chữ đi vào free from most towers by high technology. By high technology. Phụ nữ sẽ được giải phóng hầu hết các công việc trong gia đình bằng công nghệ cao. Number 6. They will build more flyovers to reduce traffic in the city. Ở đây thì tương tự chúng ta sẽ xác định là đây là chủ ngữ. Will build là động từ và more flyer là tân ngữ. Người ta chuyển more flyer lên đầu câu. More flyers, flyovers will be built thì chúng ta sẽ đổi thành là built. To reduce traffic in the city thì chúng ta ghi lại. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 2. Chuyển sang phần tiếp theo. Đó là non-defining relative clause. Là mệnh đề quan hệ không xác định. Bây giờ chúng ta sẽ xem remember là ghi nhớ. A relative clause which is placed right after a definite noun and ask extra information in called a non-defining relative clause. Trong đoạn này có nghĩa là những cái mệnh đề quan hệ mà được đặt ngay sau danh từ xác định và thêm những cái thông tin bổ sung thì được gọi là mệnh đề quan hệ không xác định. Ví dụ như là London, which lies on the River Thames, is the capital of England. London đây là cái danh từ xác định. Which lies on the River Thames là nó, cái London, nơi chỗ mà nằm ở sông sông Thames, đó là thủ đô của nước Anh. Vậy từ which lies on the River Thames là non-defining relative clause, là mệnh đề quan hệ không xác định. Ví dụ câu khác là Peter, who is so knowledgeable about stars, is attending an international conference in Belgium. Peter ở đây là là danh từ xác định và who is so knowledgeable about stars là mệnh đề quan hệ không xác định.
Peter, người mà am hiểu về những ngôi sao thì tham dự vào cái hội nghị quốc tế ở nước Bỉ. Ghi chú A Nun Defining Reality Class là mệnh đề quan hệ không xác định, thì is separated from the main class by the commas là được tách rời bởi cái mệnh đề chính bằng dấu phẩy, comma dấu phẩy. Tiếp theo là can be omitted without causing confusion, là có thể bị bỏ qua mà không gây ra cái hiểu nhầm. Does not use that to replace which and who, là không được sử dụng that để thay thế which và who. Rồi, để giúp các em hiểu rõ hơn cái phần ghi chú này thì chúng ta sẽ bước vào bài tập tiếp theo. Put a comma or commas where necessary in the sentences. Trong bài tập số 3, yêu cầu chúng ta là hãy đặt một hay là nhiều dấu phẩy ở cái nơi cần thiết trong câu. Đầu tiên chúng ta thấy number 1 là Min told me about his new job which he's enjoyed very much. Có nghĩa là Min kể cho tôi nghe về công việc mới của anh ấy mà anh ấy rất là thích. Ở đây chúng ta cần phải có một dấu phẩy ở ngay đây. Bởi vì Min told me about his new job, đây là danh từ xác định. Min nói với tôi về công việc mới của anh ấy. Công việc mà anh ấy rất là thích, which he's enjoyed very much. Đây được gọi là mệnh đề quan hệ không xác định. Thì ở giữa hai cái mệnh đề này chúng ta cần có dấu phẩy để ngăn cách. Tiếp theo, the board of directors are usually those who get the most votes. Có nghĩa là ban giám đốc thường là những người nhận nhiều phiếu bầu chọn nhất. Thì ở đây chúng ta thấy là mình không có đặt cái dấu phẩy ở đây. Rồi, number 3 là the US which stands for the United States is sometimes confused with the UN which stands for the United Nations. Trong câu số 3 có nghĩa là từ US, đó là viết tắt cho United States, là thì thỉnh thoảng gây nhầm lẫn với UN, đó là viết tắt của United Nations. Thì đây chúng ta thấy là từ which này, the US, đây là danh từ xác định. Which stands for the United States là nó là none. Nó là mệnh đề quan hệ không xác định, thì giữa chúng thì chúng ta cần có một dấu phẩy ha. The US which stands for the United States is sometimes confused with the UN which stands for the United Nations. Thì ngay từ which này thì chúng ta cũng cần thêm một dấu phẩy. Number 4, Jack London, who is the author of The Call of the Wild, is famous American writer. Câu số 4 là Jack London, cái người là tác giả của Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã, là một nhà văn nổi tiếng của người Mỹ. Thì ngay chỗ who này thì trước who chúng ta sẽ đặt dấu phẩy. Tiếp theo, number 5, psychology, which is the study of the mind, originates from the Greek word. Có nghĩa là tâm lý học, ngành mà nghiên cứu và suy nghĩ thì có nguồn gốc từ Hy Lạp. Thì ở chữ quyết này, xuất chữ quyết thì chúng ta cũng đặt dấu phẩy. Number 6, change refused a position which would be a dream job for many of her peers. Jane đã từ chối vị trí công việc mơ ước của nhiều bạn bè của cô. Thì trong câu này thì chúng ta sẽ không đặt dấu phẩy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài tập thứ tư.
Rolls out the relative clause which can be omitted without causing confusion to be the meaning of the sentence. Có nghĩa là hãy gạch bỏ mệnh đề quan hệ có thể lược bỏ mà sẽ không gây khó hiểu về nghĩa của câu. Number one là Sarah worked for a company that made bikes. Có nghĩa là Sarah làm việc cho công ty sản xuất xe đạp. Sarah works for a company that makes bike. Thì ở đây chúng ta sẽ không lược bỏ, chúng ta sẽ không gạch bỏ phần nào hết. Number two là I've got a sister called Caroline who is now on a tour around Canada. Tôi có một chị gái tên là Caroline. Bây giờ, cái người mà bây giờ thì đang đi du lịch vòng quanh Canada. Thì ở đây chúng ta có thể lược bỏ phần sau. Tôi có một chị gái tên gọi là Caroline. Và phần sau chúng ta có thể lược bỏ đi. Và cái câu này thì chúng ta cũng thấy là không có khó hiểu gì cả. Tiếp theo, number 3. This morning I met my ex-classmate Janet, whom I hadn't seen for ages. Đó là sáng nay tôi đã gặp bạn học cũ Janet, cái người mà tôi đã không gặp rất là nhiều năm rồi. Thì ở đây chúng ta có thể lược bỏ phần sau, đó là whom I hadn't seen for ages. Và chúng ta chỉ giữ lại phần đầu thì nó vẫn không thay đổi nghĩa là this morning I met my ex-classmate Janet. Rồi, tiếp theo, đó là number 4. The half past 6 bus which I often take to school were late today. Ở đây thì mình có là chuyến xe buýt vào 6:30 mà tôi thường đón đến trường thì hôm nay đến muộn. Thì ở đây chúng ta có thể lược bỏ cái phần sau, ví dụ như là the 6:30 bus. À, chúng ta có thể lược bỏ cái phần which I often take to school mà vẫn không thay đổi nghĩa nè. Vào lúc 6:30 chuyến xe bus vào lúc 6:30 thì hôm nay đến muộn. Và nó vẫn không thay đổi nghĩa. Only those who had booked in advance were allowed in. Có nghĩa là chỉ những người đặt chỗ trước mới được phép vào. Thì trong câu này nếu chúng ta bỏ cái phần này thì nó sẽ thay đổi nghĩa. Vậy chỉ những người đặt chỗ trước mới được phép vào. Thì câu này chúng ta sẽ không được bỏ phần nào cả. Number 6. The stair which lead to the basement are rather slippery. Những bậc thang dẫn đến tầng hầm thì rất là trơn. Những bậc thang, những cái mà dẫn đến tầng hầm thì rất là trơn. Thì trong câu này thì chúng ta sẽ không lược bỏ phần này được. Tại vì nếu mà lược bỏ phần này thì nó sẽ thay đổi nghĩa. Ví dụ như là bậc thang ở đâu thì mình không xác định được. Nếu mình bỏ khúc này thì có thể là bậc thang ở nhà chứ không phải là bậc thang ở tầng hầm chẳng hạn. Nó rất là trơn. Thì cái câu này khiến cho chúng ta xác định được là cái bậc thang này ở đâu, ở tầng hầm thì nó rất là trơn. Như thế là câu số 6 là chúng ta sẽ không lược bỏ. Bây giờ chúng ta sẽ đến bài tập số 5, đó là combine two sentences into one, use the sentences in bracket to make a non-defining relative clause. Hãy kết hợp hai câu thành một và sử dụng những câu trong ngoặc để tạo thành mệnh đề quan hệ không xác định. Ở đây người ta có là we are staying at the Grand Hotel. Và người ta cho mình là it will be demolished for a department store. Chúng tôi thì đang ở khách sạn Grand và nó sẽ được sửa thành cửa hàng tạp hóa. Và chúng ta sẽ nói rằng là we are staying at the Grand Hotel. Rồi chúng ta sẽ phẩy một cái which will be demolished for a department store. Và nhớ là ngay chỗ này thì chúng ta cần có một dấu phẩy để ngăn cách cái mệnh đề quan hệ không xác định.
Task 5. Và chúng ta sẽ có câu trả lời như sau. We are staying at the Grand Hotel. Which will be demolished for a department store. We are staying at the Grand Hotel, which will be demolished for a department store. Chúng tôi đang ở khách sạn Grand, nơi mà sẽ được sửa thành cửa hàng tạp hóa. Number two là the essay will be assigned by Hans, to wit, he is the president of the EAIE. Thì bây giờ câu này chúng ta sẽ... The essays will be assigned by Hans, to wit. Bởi vì ở đây chỉ ngồi cho nên chúng ta dùng who. Who is the president for the EAIE? Và giữa hai mệnh đề chúng ta sẽ ngăn cách bằng dấu phẩy. AI. Bài văn sẽ được đánh giá bởi Hans Dewitt, cái người mà là chủ tịch của EAIE. Number 3 là the Second World War destroyed hundreds of cities in Europe. It's listed from 1939 to 1945. Chiến tranh thế giới thứ hai đã phá hủy hàng trăm thành phố ở châu Âu và nó kéo dài từ năm 1939 đến 1945. Thì đây chúng ta sẽ chuyển sang là the Second World War destroyed hundreds of cities in Europe. Cái đoạn này thì chúng ta sẽ thay thế như thế này: the Second World War, which lasted from 1939 to 1945. Rồi sau đó chúng ta sẽ dùng là destroyed hundreds of cities in Europe. Và đây chúng ta sẽ dùng hai dấu phẩy để ngăn cách. The Second World War, which lasted from 1939 to 1945, destroyed. Hundred of city in Europe. Thế chiến thứ hai, cái mà kéo dài từ năm 1939 đến 1945, đã phá hủy hàng trăm thành phố ở châu Âu. Number 4 là I have read several short stories by Jack London. He is a famous American writer. Thì câu này, I have read several short stories by Jack London. Who? Bỏ từ he. Who is a famous American writer?
Và ngăn cách giữa hai câu thì chúng ta dùng dấu phẩy. Tôi đã đọc một số truyện ngắn của Jack London, người mà là một nhà văn nổi tiếng ở Mỹ. Người mà là nhà văn nổi tiếng ở Mỹ. Number 5, the Eiffel Tower was built over 200 years ago. It is on the River Seine. Ở đây là tháp Eiffel được xây dựng cách đây hơn 200 năm. Và nó thì nằm trên sông Seine. Bây giờ chúng ta sẽ đổi là The Eiffel Tower, which is on the River Seine, was built over 200 years ago. Và lưu ý là trước từ which này thì chúng ta sẽ dùng một dấu phẩy. Và ở đây thì chúng ta sẽ dùng thêm một dấu phẩy nữa để ngăn cách was built over 200 years ago. Tháp Eiffel, cái mà nằm trên dòng sông Seine, được xây dựng cách đây hơn 200 năm trước. Eiffel, cái mà nằm trên dòng sông Seine thì được xây dựng cách đây hơn 200 năm trước. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong tất cả các phần bài tập trong A Closer Look 2, Unit 11, Changing Roles in Society, trang số 62 và 63, sách giáo khoa tiếng Anh lớp 9 chương trình mới. Các em hãy truy cập vào lời dạy hay.com để tìm hiểu những bài mới nhất nhé. Chúc các em học tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video bài giảng tiếp theo.